Quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn, ông Ri Su-yong mới gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyên bố sẽ đập tan các thế lực thù địch. Phó Chủ tịch của Đảng Công nhân Triều Tiên và cũng là thành viên Bộ Chính trị Bắc Hàn hiện có mặt ở Hà Nội để tham dự cuộc gặp mặt của đại diện Đảng Cộng sản các nước trên thế giới. Theo KCNA hôm 31 tháng 10, trong cuộc gặp với ông Trọng cũng như các lãnh đạo của một số nước, ông Ri nói rằng nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao Kim Jong-un đang nỗ lực hết sức để thực thi quyết định của Đại hội Đảng lần thứ 7 của Đảng Công nhân Triều Tiên, trong khi đập tan các động thái xâm lược cấm vận của các thế lực thù địch nhằm kiềm tỏa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hãng tin nhà nước của Bắc Hàn còn dẫn lời ông Trọng bày tỏ quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là ủng hộ hòa bình, an ninh và sự thống nhất trên bán đảo Triều Tiên và tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước.